trận đấu tiếp theo mà chúng mình nhận định cũng là trận đấu cuối cùng vào sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai, đó là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Mỹ vào lúc 2 giờ sáng ngày mai, ngày 26 tháng 11 năm 2022 giờ Việt Nam. Trận đấu trong khuôn khổ bảng B vòng loại số 2 đấu trường World Cup. Kèo chính của chúng ta trong trận đấu này, Anh được đánh giá kèo trên với tỷ lệ chấp 1,25. Kèo sẽ nâng lên hạ xuống tùy tình hình biến động của trận đấu. Và anh em muốn cược trận đấu này, tham gia cá cược trận đấu này thì truy cập fi883.com để tham gia nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đội tuyển Anh sẽ đụng độ với đội tuyển Mỹ ở vòng loại số 2. Đây là cuộc đối đầu mà có lẽ rằng cái đẳng cấp của Anh và Mỹ là hoàn toàn rõ rệt. Xong thì chúng ta đều biết rằng là cái kèo 1,25 là một kèo mình đánh giá là cao chứ không phải là thấp, bởi vì là Mỹ họ tuy rằng cái lối đá trình độ cũng không thể bằng Anh được, nhưng mà về thể lực của Mỹ là một trong những đội bóng khá là mạnh. Và chúng ta đều biết rằng đội tuyển Mỹ, đội bóng nữ ấy, là đội tuyển mạnh nhất thế giới. Chỉ có bóng nam thì chắc chắn là không thể bằng các cái đội bóng lớn được, nước khác được. Thì kèo 1.25 mình đánh giá cũng tương đối là cao, thực sự là như thế. Hôm vừa rồi thì chúng ta đều biết rằng là đội tuyển Mỹ đã đánh cầm hòa với đội tuyển Wales với tỷ số là 1-1 đấy. Còn đội tuyển Anh đã đánh bại đội tuyển Iran với tỷ số 6-2 và một cái kèo đấu mà không thể thở được cho Iran. Thì bước tới trận đấu này thì dĩ nhiên là đội tuyển Anh sẽ thắng thôi, mình nghĩ là thắng thôi, nhưng mà chắc chắn là có một cái trận thắng không mấy dễ như kiểu Iran đâu, khi mà đội tuyển Mỹ cũng có những ngôi sao chứ không phải là không. Đấy, chúng ta thấy sơ bộ đội hình ra quân của hai bên. Nhìn sơ một chút ở cái bảng B này nhá, thì Anh đang có 3 điểm rồi. Anh chỉ cần có chiến thắng trong trận đấu này thì chắc chắn cái cánh cửa đi tiếp là gần như 100%. Mỹ đang phải cạnh tranh cái suất còn lại với lệ Wallet. Đấy, thì nếu mà Mỹ để thua trong trận đấu này thì trận đấu cuối cùng Mỹ gặp Iran thì bắt buộc phải thắng. Và cái khả năng thua trong trận đấu này là rất là cao. Và cái ước mơ trong trận đấu này của Mỹ có lẽ chỉ là một trận hòa mà thôi. Thì thực sự là đây là một cái cuộc đối đầu mà mình nghĩ rằng là đội tuyển Mỹ sẽ thủ rất nhiều và đội tuyển Anh sẽ công rất nhiều. Chính vì vậy cái kèo Anh chấp góc là một cái kèo mình đánh giá cao hơn tất cả các kèo còn lại. Đó. Đây chúng ta nhìn sơ bộ đội hình ra quân của hai bên. Về phía đội tuyển Mỹ thì thực sự thì đội tuyển Mỹ thì đa số là họ chơi thi đấu ở đấu trường giải nhà nghề của Mỹ. Cho nên là mình cũng không biết là nhiều các cái tên, nhưng mà chúng ta thấy vẫn có các cái tên khá là quen thuộc như Taylor Adam này, đang thi đấu vào màu áo của câu lạc bộ Leeds United, rồi Tim Ream, đội trưởng của Fulham. Đấy. Rất là nhiều các cầu thủ, ví dụ như là Bernardo Anderson này cũng thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Leeds. Còn đâu thì mấy đồng chí này thi đấu ở giải nhà nghề của Mỹ hết. Còn về phía đội tuyển Anh thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà không biết rồi ha, nguyên một dàn cầu thủ sao từ trên xuống dưới. Đá hay nhất trận đấu với Iran đó là Bukayo Saka, có ghi bàn cũng có cái tỷ lệ chấm lên tới 8.5 điểm ha. Mason Mount, một cầu thủ khá là đẹp trai, thi đấu màu áo của Chelsea. Raheem Sterling cũng Chelsea. Harry Maguire hôm đó thì cũng xém ghi bàn chứ không phải là không ha, cần kèo luôn đấy. Luxor này, Chipper thì thi đấu có vẻ là hơi lùn một chút, nhưng mà thi đấu khá là cháy. John Stone, màu áo của Man City nhưng mà thời gian gần đây không được ra sân nhiều. Thủ thành Pickford, bình thường thì Nick Pope bắt thì mình thấy là mình thích Nick Pope nhiều hơn. Nhưng mà Pickford vẫn được tin cậy. Thì dự kiến đội hình ra quân sơ bộ như thế này thôi. Chúng ta thấy có sự mất đi của Harry Kane, rồi James Maddison là bị chấn thương nhẹ, rất có thể là bị rút ra nghỉ. Thì đá cao nhất đội tuyển Anh vẫn là Callum Wilson, cầu thủ đang khoác cho mình màu áo của Newcastle, đá cặp với lại Aaron Mickwell ấy. Thì trong cái trận đấu này thì thực sự là kèo 1.25 mà mình đánh giá kèo cao. Nếu mà chấp 1 chấm thôi thì xem đang còn suy nghĩ. Thì trong cái trận đấu này mình nghĩ là anh em theo cái kèo góc Anh chấp là một cái kèo tương đối là kinh tế. Còn để dự đoán thì mình đoán rằng trong trận đấu này Anh sẽ có chiến thắng 2-1. Thì đấy là cái nhận định của mình. Còn với anh em thì anh em có ý kiến gì để lại bình luận sau video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video nhận định kế tiếp.